Hello, xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ đi hướng dẫn cho anh em một cái app. Đó là app Click Club nha. App này thì đối với anh em thì chắc không lạ gì nữa rồi. Đối với những anh em đam mê như chúng tôi nhỉ, thì chắc không lạ gì nữa. Đây, Click Club. Và hôm nay mình vào với anh em là mình vào cho anh em xem hướng dẫn mấy em kiếm tiền trên cái app Click Club này nhá. Nên mình sẽ đi hướng dẫn cho anh em nơi cá kiếm tiền. Và mình cũng vừa mới vào app này thôi. Nhưng mình đã giúp được mình giúp thử thì mình đã giúp được không phải đây mình cho lịch sử giao dịch của mình cho anh em xem nhé. Và mình sẽ đi bán một con cá mình đã nuôi xem có bán được thật hay không nhé anh em nhé, để cho anh em chơi thoải mái nhỉ, để cho anh em biết đồng chơi. Đây mình sẽ vào trên tiền này và mình sẽ vào lịch sử rút tiền nha. Đây và tổng số tiền là mình đã rút thành công 10 ô 0,10 về tài khoản PayPal của anh em nhé. Đây và là ngày 21 ngày 22 tháng 5 đây. Phí dịch vụ giao dịch là 0,00 đây. Và 0,10. Đây mình cho và anh em xem là về tài khoản PayPal của mình. Không có tiền đâu, chỉ mới giúp được bạn đấy về trong tài khoản thôi. Và mình cho anh em xem là thật hay giả nha. Thật luôn anh em nhé. Đây. 0,10 không phải 10 đô đã nhận ngày 2 tháng 5 này, ngày 22 đây, lịch sử giao dịch đây, ngày 22 tháng 5 2021 21 giờ 10 phút 03 giây này anh em nhé. Và mình mi giúp đầu tiên thì giúp giúp lần đầu tiên nhá, thì giúp rất là thất thôi, mi giúp rất là thất, tùy mình giúp thôi anh em nhá. Nên anh em cứ chơi cho nó nhiều một tí rồi anh em mới rút, còn mình giúp thử cho anh em xem thôi nhá. Đây và mình sẽ đi vào bây hôm nay thì mình chủ đề chính là mình sẽ đi cho anh em xem nuôi cá kiếm tiền là như thế nào nhỉ, và đúng nơi cá bán được cá, bán cá mình nuôi có bán được không đây. Và mình vào một trò chơi nhé, trò chơi là mới mạng mới yếu quá anh em ạ, thông cảm nhé. Đây mình sẽ vào một cá này, anh em mà chơi rồi thì đừng có nói mình này nọ nhá, mình chỉ hướng dẫn cho mình nghe anh em mà chơi chơi thôi nhá, anh em thông cảm với mình nhé. Đây mình sẽ đi bán một con cá này mình đang nuôi này, xem có cho ăn đây nha anh em nhé, xem video không được mời để xem video nó cộng thêm 10 nha anh em nhé, xem thêm một quảng cáo đây thêm 20 theo cho cá để cá lên level nha anh em nhé. Đây mình sẽ đi bán một con cá xem được không em nhé, bán mình sẽ bán thử một con level 7 này đi nha anh em nhé, 38 coin con cá xanh này,
Cho anh em xem nhé, bây giờ là số tiền của mình đây nha, đây là 3,912 nhá anh em nhá. Mình bán xem là có lên tí nào không nha. Bán ba con 38 này nha, 38 cộng 38 tiếp tục cho am nó có thể tăng giá trị của nó. Bạn có điệp xác nhận không? Xác nhận nha. Đó, bây giờ là lên là mình đã bán thành công và bây giờ là lên là 3,230 nha anh em nha. Lên rồi anh em ạ. Và mình tin rằng